Chiến binh đảo khi hạ tay đằng sau xuống, tay ở trên áp sát tay, mắt nhìn về gót chân đằng sau. Mượn lực mở vai để ép chán về ống chân gần hơn nữa, giữ nguyên tư thế, giữ 5, 4, 3, 2, 1, hít hạ hông xuống, vươn hai tay lên cao, vặn mình. Tập sâu thêm chút nữa, chúng ta duỗi chân trái tiến về phía tay phải để chúng ta có thể hạ được hai vai chạm sàn. Tôi thường bắt đầu một ngày của mình vào lúc 5:30 sáng. Và khi thức dậy thì tôi uống một cốc nước mật ong với nước ấm. Và sau đó thì tôi bắt đầu đón ánh sáng bằng cách là tôi đi ra ngoài cái ban công nhỏ nhỏ của mình và đón một ngày mới bắt đầu. Sau đó thì tôi có lịch tập yoga vào lúc 6 giờ. Thế nên là tôi bắt đầu chuẩn bị và đi đến lớp tập. Cái việc tập luyện trong chung cư nó vừa thuận lợi và nó đem đến cho tôi nhiều cái niềm vui thích thú hơn. Như là trước đây khi tôi còn sống ở dưới nhà mặt đất ý, thì mỗi lần đi tập là tôi phải lấy xe và đi đến chỗ tập, phải di chuyển cũng như là mất khá nhiều thời gian. Đến lớp tập thì tôi gặp những người hàng xóm của mình, gặp lại thầy giáo và những người bạn sống cùng trong chung cư này. Khi buổi sáng thức dậy mọi thứ nó vẫn đang tĩnh lặng thì bắt đầu một buổi tập. Và bằng một cái động tác đó là chú tâm và tĩnh tâm thì mình cảm thấy là gần như là tất cả mọi thứ nó đang được dừng lại và nó chuẩn bị một cái bước khởi đầu cho một ngày mới. Thì mình cảm thấy là rất là thoải mái với cái bài tập cũng như là cái quy trình tập của yoga vào sáng sớm. Giữ nguyên tư thế 5 4, 3, 2, 1, hít vào, hạ gót chân xuống, xong với sàn nhà, tay vẫn đang đặt ở trên lưng, duỗi căng lưng giữ nguyên, 5, 4, 3, 2, 1. Cùng sở thích với chị Hương, chị Trang nhà cũng ở khu chung cư này, sáng nào chị cũng đều đặn đến lớp tập. Hạ tay xuống, gối co sát ngực, cằm thu sát ngực. Mình muốn tập buổi sáng sớm vì vừa tốt cho cơ thể với lại sau giờ tập thì mình có thể về lo cho gia đình với lại sau đó là đi làm thì sẽ có một ngày làm việc nó thoải mái hơn. Sau khi một thời gian tập á thì mình thấy cơ thể mình nó thay đổi về sức khỏe này với lại dáng vóc và cái thể lực nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mùa nào cũng thích tại vì thành thói quen rồi, không bỏ được. Võng lưng ngửa cổ. Thở, đan các ngón tay lại đẩy căng tay, hai tay ép sát vào tay, nâng gót chân lên nếu có thể, mắt nhìn thẳng về phía trước, giữ nguyên, 1, hít vào, nâng người lên về lại tư thế chiến binh 2, sau đó chúng ta hạ khỉu tay trái lên trên gối trái, tay phải vươn căng áp sát vào tay và tư thế tam giác nhỏ vươn cao, tay trái nắm lấy cổ tay phải, sau khi nắm lấy cổ tay rồi thì chúng ta kéo thẳng tay ra, duỗi căng khỉu tay phải, giữ nguyên. Buổi tập của chúng ta hôm nay đã kết thúc ở đây. Chào cả lớp, chúc cả lớp buổi sáng vui vẻ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập ngày hôm nay ở đây. 9 giờ sáng, ca tập thứ 2 bắt đầu. Ca tập này đa số là các bà, các cô đã nghỉ hưu, thời gian linh động. Với những ca tập này, địa điểm lựa chọn thường là ngoài trời. Hít vào, bấm mũi bàn chân nâng hông, bước chân còn lại ra sau về tư thế tấm ván thẳng. Trên rắn hổ mang. Thở, lui ra sau về chữ V ngược. Thường là tôi đã về hưu cho nên là thời gian của tôi là ngủ vua. Cho nên tôi đã chọn một buổi sáng, mỗi buổi sáng tôi đi tập 1 tiếng. Thì cùng với trên trung tâm, cùng huấn luyện viên thì tôi cũng sức khỏe đã cải thiện rất nhiều. Hít vào, bước chân còn lại lên trên. Bà Lâm Kim Diệp, năm nay 77 tuổi, ngày nào cũng tập yoga.
Theo bà, được tập và hít thở không khí trong lành từ Hồ Tây thổi về trong lúc tập như thế này không phải nơi nào cũng có được. Thở hạ gối, duỗi chân và ép hông xuống thật sâu. Hít vào, luôn luôn ở trong cái tâm lý tức là lúc nào cũng cảm thấy bị rối loạn lo âu ấy. Thế được con gái nó mới mách cho là mẹ như thế này thì ngoài thuốc thang này, ăn uống này, mẹ phải đi tập yoga để khỏe người và tĩnh tâm. Đấy, tức là kết hợp hai cái lại. Và quả thực là từ cái hồi ấy đến giờ là sức khỏe được cải thiện này, tinh thần là ổn định này, phấn chấn vui vẻ. Nếu mà không tập được yoga thì cảm thấy trong người nó cảm thấy hôm đấy là rất là mệt mỏi. Thế mà đây được tôi tập, có hôm tôi tập cả 2K luôn. Giờ buổi sáng thì tốt, nhưng mà mỗi một cái nó có tốt một kiểu. Với buổi sáng thì mình nó giãn được luôn cơ, buổi chiều thì là cơ nó giãn hết rồi thì mình tập nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu mà để mà thu hoạch được thì tập buổi sáng sẽ tốt hơn buổi chiều. Tôi tập những cái giờ này bởi vì rất là phù hợp với lại gia đình tôi và công việc của tôi nữa. Bộ môn này đã giúp tôi là trẻ ra, sinh ra. Tôi đã lan tỏa cái bộ môn này cho rất nhiều người. Con của tôi rất là vui mừng, phấn khởi. Bởi vì mỗi một hôm tôi tập tôi đều có những cái chụp ảnh, chụp hình lại. Và con tôi nó thấy được sự thay đổi, sự trẻ trung và xinh đẹp ra của mẹ mỗi ngày. Thở lùi sau về chữ V được. Rồi chúng ta hít hạ hai bàn tay xuống. Bước chân lên. Thở gập người về sát hai chân. Rồi chúng ta đã kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Chúng ta chắp tay chào nhau. Namaste. Rồi cảm ơn cả lớp đã đến buổi tập hôm nay. Bây giờ chúng ta, ai còn thời gian mà chưa phải về nấu cơm thì chúng ta cùng nhau ra kia chụp ảnh với thầy. Ăn nấm mì. Bắt chân trong tư thế đại bàng nhé. Được chưa? Rồi. Được. 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 Thôi thôi thôi, xếp tay nó khó. Cười nào các cô, cười nào. 2, 3. Chào các bạn, chúc buổi tối tốt lành. Rồi chúng ta bắt đầu buổi tập tối ngày hôm nay. Mời cả lớp chúng ta ngồi xếp hai chân lại trong tư thế thoải mái nhất. Chúng ta đến với phần khởi động toàn thân. Chúng ta đặt lên hai tay lên trên gối. Ca tập thứ 3 cũng là ca tập cuối cùng thở trong ngày. Xoay sang trái. Chị Nguyễn Ngọc Hít Lương, một nhân viên văn phòng, là học viên thường xuyên của lớp học này nhiều năm nay. Thở nghiêng phải. Ra thì buổi tối là bởi vì làm ban ngày thì mình đi làm bận công việc thì lại bắt đầu từ sáng sớm, không tham gia lớp sáng được. Thì là buổi tối sau khi làm công việc ở cơ quan mệt mỏi thì muốn về nhà đi tập yoga, nó được thư giãn, giãn cơ nó mềm ra thì tối được ngủ ngon. 3, 2, 1. Bây giờ chúng ta hít vào, đưa tay trái nắm lấy má ngoài của chân phải, tay phải chúng ta tách sang ngang. Ai tập sâu hơn nữa thì nắm vào cổ chân, nắm vào cổ chân. Rồi thực ra thì tập yoga ấy là cần phải mặc trang phục nó được thoáng rồi toát mồ hôi ra, nó được thải độc qua da. Nên là ăn mặc thoáng này thì nên tập ở trong phòng tập kín đáo hơn. Thực ra làm về công việc văn phòng ấy thì bị đau cổ vai gáy, và sau khi tập yoga ấy thì thấy gần như là không còn chút xíu nào về cái biểu hiện bệnh nữa, và nó vui vẻ hơn. Tất cả những cái gì trong áp lực công việc nó đều được kiểu như là giải tỏa ra, không còn bị ảnh hưởng nữa. Có lẽ là tất cả các mùa, thậm chí là những cái ngày nghỉ lễ đều chỉ muốn được đi tập, được không có nhu cầu về nghỉ luôn, bởi vì là khi tập yoga thấy được nó thay đổi về sức khỏe nó rất tốt. Giữ 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chúng ta đưa tay phải nắm lấy gót chân phải tách ra ngang. Ngày nào cũng vậy, những người phụ nữ ở khu chung cư này vẫn luôn chọn lớp yoga để thỏa mãn niềm đam mê cháy bỏng của mình. Cho dù là tập từ khi trời chưa sáng hẳn, giữa trưa hay tối muộn, thì đến đây họ vẫn có những người bạn cùng sở thích.
Và hơn hết là có thêm sức khỏe, niềm vui để vượt qua những áp lực của cuộc sống. 3, 2, 1, hít thật sâu, thở hóp bụng lại, vươn dài người ra trước và gập người xuống, hạ trán chạm ống chân. Buổi sáng thì em có con nhỏ nên là cần phải cho bạn ấy đi học và cho ăn sáng thì rất là, nếu mình tập buổi sáng thì rất là cập dập ấy, nên là em lựa chọn khung giờ buổi tối để mình sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mình có thời gian để mình thư giãn hơn. Thở ra. Yoga thì hít tập vào, cả bốn mùa đều thích, mùa hè thì ra. Nó rồi sẽ chúng ta thả lỏng hai rất là nhiều. Vai. Năng nếu sẽ thải độc cho cơ thể của mình. Mùa đông mình đang rất là lạnh nhưng đến phòng tập được khởi động, được tập, được giãn cơ thì mình cũng thấy rất thích, cho nên là bốn mùa đều rất thích. Chắp trước ngực. Giữ nguyên. 5 4 3 2 1 mũi bàn chân duỗi thẳng lên. Giữ 5 4 3 2 1 hít vào, chúng ta hạ thấp chân xuống. Chân đạp mạnh vào tay, tay kéo ngược chân lại. Lăn liên tục sang phải, sang trái, sang phải, sang trái. Rồi, buổi tập của chúng ta hôm nay kết thúc đây rồi. Ai muốn giãn lưng trước thì thầy giãn lưng cho nào. Ôi giời ơi. Nào, khó ghê nhở. Thôi thầy cứ làm từ bên trái sang bên phải đi. Nào, hàng đầu đi. Nào. Thả lỏng đây nha. Đổi má cho cân vai. Sau mỗi buổi tập thì thầy có giãn cơ và massage cho nên là rất là thư thái. Buổi tối về thì mình ngủ rất là ngon ạ. Nhớ thầy. Ôi bứt rứt lắm. Người rất là uể oải và mệt. Tập yoga ở Hà Nội mùa nào cũng thích. Hà Nội thì nó cũng có một chút ồn ào, một chút khói bụi. Nhưng khi tôi tập yoga tôi thấy cái phổi của tôi tốt hơn rất là nhiều.